Nhắc chị đoán nói ngày 30 tháng tám, chủ đề là món ăn Việt Nam, món ăn của Việt Nam, món ăn là gì? Món ăn tôi thích món ăn Việt Nam thì tôi thì du lịch ở Việt Nam, tôi ăn muốn ăn ẩm thực của Việt Nam bỏ vẫn trả Hà Nội công chúng công tạm ở Việt Nam muốn ăn của hải sản cá tôm mực tôi thích nào ăn lạc trái cây thì chúng ta thì chưa đi ngồi ngồi tắt chúng ta phải ăn uống chúng ta phải ăn uống chúng ta phải ăn uống ăn muốn ăn và uống nước trà bia khi chúng ta đi du lịch ở Việt Nam chúng ta có thể thôi muốn ăn mười mười cái là như loại trà trà ta cà phê sữa ta cà phê trái cây mấy cái từ trái cây là nhiều AI món ăn Việt Nam là gì? AI món ăn Việt Nam là gì? AI chiếu tiêu AI món ăn Việt Nam ăn tắt món ăn Việt Nam ăn tắt của Việt Nam là gì? Chú cắt tích món ăn là gì? Món ăn gì? Chú cắt tích tốt nhất là gì? AI món ăn chú cắt tích là gì?
Nhắc tôi sáng lại 30 mẫu vô tâm thần, nhưng tôi xuống vị mô ngành tất hồn chí ngài tăng tăng bà là ngài quốc tế phụ nữ Việt Nam, và bà tôi thích các món ăn Việt Nam muốn bên Nam rất là phong phú và tôi như vì các chủng từ các món ăn miền Nam như phở món ngàn đến các món đặc sản của Hà Nội. Tôi cũng muốn tâm sự rằng tôi rất yêu thích hải sản, đặc biệt là các loại cá lóc. Tôi đã phổ 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 biến ở Việt Nam và tôi yêu đất nước nào thì du tôi cùng xuống thức các món ăn đặc trưng như cà phê, sữa đỏ và những món ăn nước nước cặp. Vài giờ tôi có vài cơ hội liên quan đến món ăn Việt Nam và văn hóa ẩm thực và đất nước ngài. Ai đó có thể giúp tôi trả lời những cơ hội ngài rất không? Cơ hội và sau trả lời. Món ăn Việt Nam là bạn thích nhất là gì? Tôi yêu nhiều món ăn Việt Nam, nhưng nhiều vài giọng màu mỡ thì cô đề tôi là cô là món ăn đặc trưng của Nam, dùng Đức làm chủ ăn phổ. Ngon và dùng trọng và thích. Vô học cả ngồi là tôi cũng rất thích. Ông già tôi cũng và cà phê số đó. Những món này có cũng vị rất đặc biệt và cô quyền. Bạn có thể có một món ăn Việt Nam món cho tôi không? Tất nhiên, món ăn Việt Nam rất ngon mà bạn nên cứ là bánh mì. Đây là một khối bánh mì baguette. Mẹ nào với các khối, nên nhiều thịt ngói và thể rau. Xuân và nước sốt đặc biệt bánh mì là sự kết hợp hỗn hợp giữa hương vị và ao rất được yêu thích trên toàn thế giới.
Cái lăng cà phê số đã Việt Nam như thế nào? Cái lăng cà phê số đã Việt Nam rồi. Đôn giản, ban cổ, ban cần cổ cà phê pin là Việt Nam số đất bà đã dẫn chuyển bên tòa cà phê làm đất văn phỉnh sau đó đem một luống số đất phú dự bao lý phú dự và đem đã bao là bạn có thể dùng rất ngại một ly cà phê số đã tam đại trong cùng tại sao anh thích Việt Nam lại nói chuyện như vậy anh trước Việt Nam nói chuyện nhỏ bao giờ đã răng và hai hồ của các nguyên thứ nhận các món ăn sử dụng các loại tàu mốc chối gia vị và nước chấm mang đến sự thanh văn hồn hào giữ hương vị sữa ngon mặn và cay đem vào đồ mỗi vùng miền ở Việt Nam giữ cổ những món ăn đặc trưng và phong cách nhạo ăn liền tạo nên sự phong phú và độc đáo cho em thức về sống.